Thưa quý vị và các bạn, trong một kỳ thi đầy khó khăn, huyện Tứ Kỳ đã có tới hai thủ khoa là Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 12A trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ và Trần Ngọc Lâm, học sinh lớp 12A trường Trung học phổ thông Cầu Xe. Đó là niềm tự hào không chỉ đối với các em và gia đình mà còn là vinh dự của nhà trường nơi các em học tập. Với phương châm học cho chính mình, em Nguyễn Thu Uyên đã không ngừng nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, Uyên đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối D01 với số điểm 27,45. Trong đó, môn tiếng Anh, toán đều đạt 9,6 điểm, ngữ văn 8,25 điểm. Với kết quả này, Thu Uyên cho biết sẽ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ những năm học tiểu học, Uyên đã bộc lộ tư chất thông minh, rồi em đỗ á khoa vào trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ năm 2016 và trở thành một trong những hạt nhân xuất sắc của trường. Năm nào kết quả học tập của Uyên cũng nằm ở top đầu của lớp, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Cô nữ sinh trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ cũng từng đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Năm lớp 10 và lớp 12 đều đạt giải 3 cấp tỉnh môn toán. Khi mà đã có được kiến thức cơ bản vững chắc thì em sẽ luyện đề để rèn luyện thêm kỹ năng và biết được là mình thiếu ở đâu và mình cần ở đâu để có thể bổ sung thêm kiến thức cho mình để có thể có hành trang vững chắc nhất bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bên cạnh đó thì cũng là nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và sự chỉ bảo nhiệt tình đã giúp em có thể có được thành tích như hôm nay. Bà Đặng Thị Tình, mẹ Uyên cho hay từ nhỏ đã có tính tự giác trong việc học tập, dù yêu thích có hứng thú đặc biệt với các môn học tự nhiên, nhất là môn toán, song Uyên vẫn học đều và đạt thành tích cao ở tất cả môn học. Gia đình luôn tạo điều kiện và là chỗ dựa cho Uyên yên tâm học tập. Trong quá trình học tập tại nhà thì gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian, không gian, môi trường để cháu học tập, đồng thời động viên cháu có kết hợp giữa thời gian học và thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Cô Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A trường Trung học phổ thông Tứ Kỳ đánh giá học sinh Nguyễn Thu Uyên là một học sinh thông minh, học giỏi, toàn diện. Trước hết là mình phải thấy rằng là em rất là tự giác, luôn luôn chủ động trong quá trình học tập và rất nhiệt tình, có trách nhiệm với các công việc được giao. Suốt từ năm lớp 10 cho đến năm lớp 12 thì em liên tục tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi môn toán và trong năm nào thì em cũng đạt giải cao. Đặc biệt là trong năm lớp 12 thì em đã đạt giải 3 trong kỳ thi môn toán cấp tỉnh. Rồi em cũng tham gia rất nhiệt tình vào các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là trong năm học 2017-2018 thì Uyên có tham gia vào đội tuyển hành trình tri thức của trường và đạt giải nhất. Từ khi kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia được công bố, cũng ở huyện Tứ Kỳ, trong ngôi nhà nhỏ ở làng quê nghèo xã Tiên Động của em Trần Ngọc Lâm, học sinh lớp 12A trường Trung học phổ thông Cầu Xe, đông vui hơn ngày thường. Bà con làng xóm, bạn bè đến chúc mừng Lâm đạt thủ khoa tổ hợp A00 với 28,1 điểm, trong đó toán 9,6 điểm, lý và hóa học đều được 9,25 điểm. Khi biết được số điểm này thì em không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, em lại bất ngờ vì em đã đạt được thủ khoa khối A của tỉnh, vì em nghĩ trong tỉnh còn có rất nhiều học sinh học giỏi hơn em. Điều này đã làm thỏa mãn ước mơ trở thành kỹ sư máy tính của em. Lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, nhưng bản thân Lâm không ngừng nỗ lực cố gắng học tập thật tốt, không tự gây áp lực cho mình trong quá trình học. Song Lâm luôn xác định việc hôm nay không để ngày mai. Về nhà, ngoài các bài tập được giao, việc làm nhiều đề cũng mang lại những hiệu quả nhất định. Không chỉ là một học sinh giỏi, Lâm cũng là một người con rất hiếu thảo. Mẹ đi làm công ty từ sáng sớm tới khuya mới về, bố ở nhà tất bật với 2,3 mẫu ruộng và rau màu. Ngoài thời gian học, hàng ngày Lâm cũng tranh thủ làm những việc trong nhà như nấu cơm, quét nhà, phụ giúp việc vườn tược. Khi biết tin con đỗ thủ khoa khối A00 của tỉnh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, gia đình rất tự hào. Tôi rất tự hào về cháu. Bà con hàng xóm đến chúc mừng rất là đông. Khi bước chân vào giảng đường đại học thì gia đình tôi có mong muốn là cháu cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích cao trong học tập. Việc em Nguyễn Thu Uyên và Trần Ngọc Lâm của huyện Tứ Kỳ giành ngôi thủ khoa không chỉ là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, thầy cô mà còn khẳng định truyền thống của Hải Dương, vùng đất trọng đạo học.